tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Corona, tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua đã xảy ra vụ tai nạn do chế tạo pháo nổ trái phép khiến 4 em học sinh trung học cơ sở bị thương vong. Trong đó, 2 em tử vong và 2 em bị thương nặng. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 25 tháng 12 năm 2022, cháu T sinh năm 2011 đã lên mạng xã hội đặt mua các hóa chất và học cách chế tạo pháo nổ để bán. Sau đó, cháu T rủ 5 bạn khác đến nhà của một người dân thường đi vắng ở thị trấn Buôn Chấp để chế tạo pháo nổ. Trong quá trình trộn thuốc để chế tạo pháo nổ, thì một ít thuốc đã rơi vãi ra ngoài, nên cháu T đã dùng bật lửa đốt cháy những phần thuốc bị rơi vãi. Sau đó, ngọn lửa cháy lan đến khu vực trộn thuốc gây ra tiếng nổ lớn. Hậu quả làm cháu T tử vong tại chỗ, cháu B tử vong tại bệnh viện và hai cháu bị thương nặng. Còn hai cháu khác lúc đó sợ đi ra ngoài nên không bị thương tích. Cả 6 cháu này đều là học sinh của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh ở thị trấn Buôn Chấp. Biệt là những cái em mà chứng kiến đó thì nhà trường sẽ phối hợp với gia đình trong cái việc mà làm cái công tác tư tưởng, trấn an tâm lý cho các em để cho các em ổn định tâm lý để tiếp tục học tập các em. Thì đây là một cái tai nạn thương tâm và cũng một lời cảnh báo sâu sắc đến gia đình học sinh, đến các trường học. Và sau cái vụ việc này thì phòng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn để chỉ đạo các đơn vị trường học, trong đó kể cả các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường học trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn để làm sao là không có những cái tai nạn thương tâm đó xảy ra nữa. Vụ việc xảy ra không chỉ để lại đau thương đối với gia đình các em bị thương vong, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của thầy trò trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, thị trấn Buôn Chấp, huyện Corona, mà còn rung lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả học sinh, phụ huynh và toàn xã hội về những tai họa khôn lường từ việc chế tạo, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, nhất là trong những dịp Tết Nguyên đán.